lớn này nè. Thôi quay lên để cho để cô có để chỉ ra giùm con chứ. Ý là cô nói là cái tấm thành nhà giờ tập cái chuyện. Dạ tấm hình lớn đó. Dạ. Tấm hình này bên đây cũng như là hai cái tấm hình nhỏ hai bên tấm hình lớn ở giữa. Dạ. Nhìn ở trước ra nó đẹp lắm. À con sẽ ghi nhận cái sự góp ý của cô. Dạ. Cái này là cái sự góp ý của cô. Dạ mình đến từ đâu rồi cô? Hoàng thì đương nhiên dạ. là cái tấm hình này ông Hoàng mà. Dạ. Sao không để vô giữa mà để mép qua bên. Dạ. Đưa tấm hình đó qua bên này, đưa tấm hình này vô giữa. Là con dạ. Trước đó con chụp hình vô là rất là đẹp. Dạ. Không dạ. Còn cái chỗ nào chơi hết. Dạ. À cho hỏi mình đến từ đâu rồi cô? Ở Bình Dương. Cô đến đây được bao nhiêu lần rồi cô? Cũng xem thôi nhưng mà đến nó có hai lần. À đến hai lần. Còn qua Diêm này thì nói chung là cô đưa tiễn nhiều lắm. Dạ. Đến nhiều lắm nhưng mà cô giờ lên đây thì cô tự đi. Là khi mà đóng tang của cứ Vũ Linh đó. Định quay coi dạ. Dạ dạ. Không có lên, không có chịu lên nha. Dạ con quay hình thôi nhưng mà có giọng nói của cô cũng được. À, cô cho em hỏi là cái lúc mà đưa cậu Nam Vũ Linh đi ăn tán, cô có cô có xem thôi, có xem dạ. Tại lúc đó đông lắm chị, cho nên người dân không vô được. Không có vô, cũng không có vô được đâu mà đi. Dạ. Nó rất là đông luôn cô. Cái bữa đó cô coi trên YouTube mà. Dạ. Cô yêu mến, cô yêu mến, cô nghệ sĩ Vũ Linh lâu chưa cô? Mê luôn. Dạ. Lâu chưa cô? Lâu. Dạ. Phạm bao nhiêu năm cô? Nhiều năm lắm. Dạ nhiều năm, dạ. Cô có gặp trước đi làm cực khổ để nuôi con. Dạ. Thì cho nên hả cũng có xem chút ít trên truyền hình đó. Dạ. Còn sau này thì xem nhiều. Dạ. Xem nhiều. Cô gặp chú ở ngoài chưa cô? Năm mà cô mới có lấy chồng về Bình Dương á. Dạ. Anh Linh có lại gần nhà của của cô của má chồng. Dạ. Ừ. Mà cái nhà kế bên đó là cái nhà đó không biết là nhà cậu hay là nhà của gì thì không biết. Dạ. Có lại đó lúc đó đóng cái gì ở bên Thế á. Dạ. Ừ, có ghế đó. Dạ về cô có gặp về gặp hát gần ở với Thanh Bình rồi đó. Dạ. Vậy cô có gặp dạ dạ. Có gặp nhưng mà mình nói chung không lúc đó thì còn nhỏ cũng không có dạ. Không có để ý người nào về đó đông lắm. Dạ. Ừ. Con bom đó từ lúc tầng trước nó cứ làng vàng ở đây hoài cô. Năm 86 là dạ. Ổng về ổng ở Bình Dương. Dạ. Ở đó cũng vài ngày rồi chứ không có ở lâu. Dạ. Là hát gần đó rồi về bà con ngay chỗ đó. Dạ. Là nhà mình hả với nhà bên chồng mình với ảnh ghé vô đó là sát dách vậy luôn nè. Dạ. Nói chung cái đó là cũng là cái nhân duyên cô. Dạ. Cái lịch sự của cô nghe sĩ Vũ Linh. Ngày xưa mà dạ. Ở quê á rồi cũng ít có đi chơi, đi coi hát đồ nhiều lắm. Dạ. Ừ. Cô yêu thích cái tuồng nào nhất của? Tuồng nào cũng thích hết. Nhất dạ. Hậu Quảng là thích nhiều. Còn xã hội thì cũng có thích nhưng mà xã hội thì chưa coi hết. Hậu Quảng dạ. Coi dữ lắm. Dạ. Hậu Quảng có hai chú hát hay mà. Hay dạ. Lắm. Dài nào cũng vô dai hết trơn. Dạ. Ừ. Còn cái tuồng cải lương mà Lòng Đèn Đỏ cô cũng thích lắm. À, Lòng Đèn Đỏ. Đúng, lúc đó là đóng già mà nhiều vợ á. Dạ. Quay phong độ. Dạ. Mà phải nói hả, không vợ, không con, không gì hả, không vậy chứ hả, vô vai nào là ăn khách vai đó. Dạ. Mình yêu mến cũng đã lâu rồi. Dạ. Mà lúc mà chưa có tấm hình này á, là cô nói rồi. Cô nói hả, sao... mấy mạnh thường quân hay là mấy người yêu thích đó
Dạ. Người ta có điều kiện á. Dạ. Ta làm tấm hình cho đẹp lên vậy. Cái bữa thấy hả ba chị khiêng tấm hình này lên phải không ta? Phải ba chị không? Dạ, hình như phải không? Ba người mặc áo đen. Dạ, dạ. Bữa trước một tấm hình nhỏ. Và mấy ngày sau hả là cái tấm hình này đem lên đây hả, trời ơi đẹp quá mà sao không chịu để ở giữa. Dạ. Là mình ước trong lòng á, mình ước trong lòng mà có cái tấm hình này đó. Dạ. Con nghĩ sao về tấm hình này của thì tôn vinh người ta thì ông hoàng, thì giờ người ta về chỗ đó, cõi của người ta thì người ta cũng ông hoàng chứ bộ. Dạ. Tại vì tâm linh cô không muốn nói thôi. Dạ. Cô nói hậu một chút đi cô. Tâm linh rất là diệu kỳ cô. Đúng rồi, vậy diệu, dạ. Thì diệu kỳ nhưng mà mình không nên nói nhiều. Dạ. Thiên cơ, không có, dạ. Không có tiết lộ nhiều quá. Dạ, dạ. Cái tấm hình này là tuồng, đúng tuồng nào? Cô không phải nhớ, coi quá chừng, giờ coi quá chừng không nhớ tuồng nào hết. Mà cứ hả mặc áo thì nhờ, thì có coi mà giờ không nhớ. Dạ. Thấy không, cái hình đó đâu phải là ông hoàng. Dạ. Cái hình đó với hình này, nhưng mà hình này đúng không? Dạ. Nó bự hơn phải không? Dạ. Dạ. Rồi cô còn biết những chi tiết nào của cô nghệ sĩ Vũ Linh nè cô? Không, cô không có rành. Bởi vì dạ. Mình chỉ yêu hết thôi con cô. Dạ. Yêu thích thôi hả, cứ hả là nếu mà nói về hả mà ổng đóng cái vai nào thì đúng là cái vở tuồng đó ổng làm trọn cái vai trò của mình. Dạ. Rất là hay. Dạ. Từ cái hát hay, tướng tá ra bộ, rồi dạ. cái giận dữ á. Dạ. Mà có cái tuồng gì quên rồi mà ổng phán xét đó. Dạ. Cái tráo tranh châu kỳ cái gì quên ta. Ở đây có một bức tranh chú giận dữ nè cô. Cá đẹp luôn. Cá đẹp nè cô. Dạ. Đàm phán cái gì? Em Tài Linh á. Dạ. Cô cầm hết cái bức tranh này như thế nào cô? Tấm đẹp cũng đẹp. Dạ. Ở nông quê, nông thôn. Dạ. Cho nên hình đó. Còn hả là lồng đèn đỏ hả là ổng chải tóc vậy nè. Dạ. Cái tóc như này đẹp lắm. Dạ. Con về mở lên tóc coi sơ thôi. Dạ. Đồ ba tàu đó. Dạ. Đẹp lắm. Dạ. Định năng hình con nha. Con quay về sau thôi cô. Không có dính mặt cô. Dạ. Có nhiều khi hả mình coi trong clip có thấy hả quay đến nỗi hả mình không nhìn được ai hết á. YouTube đập máy vô nhiều quá. Dạ. Nhìn không thấy người khách đó là ai. Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn cô, con chào cô, chúc cô có một ngày tốt lành nha. Dạ. Phần những lời vừa rồi của một vị khán giả xin giấu mặt nói về cô nghệ sĩ Vũ Linh rất là dễ thương nhé. Chúc cô có một ngày bình yên nhé các bạn. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo. Cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt.